đây là tên trùng trường xấu xa nhất mà tôi từng thấy. Nam sinh bị hắn đánh đến mức đái ra quần. Giây tiếp theo hắn ấn đầu nam sinh bắt cậu ta liếm sạch nước tiểu. Nam sinh đó tên là Huson, vụ bắt nạt đó là ký ức bi thảm nhất của cậu ta. Chào các bạn, hôm nay mang tới cho các bạn một bộ phim hành động đặc sắc của Hàn Quốc mang tên Cá Mập, sự khởi đầu. Hôm nọ, có một học sinh mới chuyển đến, hắn ta chính là tên trùng trường kia, tên của hắn là Bae Seok Chan. Cô giáo nói với cả lớp, hắn ta từng nhận giải quán quân quyền Anh cho thanh thiếu niên toàn quốc. Các bạn khác đều ngưỡng mộ vỗ tay. Sau khi tan học, trùng trường mới lộ bản chất. Trước tiên, hắn đánh cho mấy tên cá biệt trong lớp một trận, sau đó gây sự với Huson. Trùng trường bắt đầu nhéo má của nam chính, một bạn nữ tiến đến can ngăn. Thấy vậy trùng trường cho cô gái một cái bạt tai, còn muốn đánh cô ấy luôn. Huson quỳ xuống cầu xin, trùng trường cầm quyển sách lên liên tục đập vào đầu, sau đó lại liên tục cho cậu mười mấy cái bạt tai. Sau khi đánh mệt, hắn ta đẩy Huson xuống đất, sau đó đạp thêm một cú thật mạnh. Các bạn khác sợ đến mức không ai dám lên tiếng, còn Huson bị đánh đến mức chấn động não, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cậu nhấc một cây bút lên tự vệ theo bản năng khiến tên trùng trường cười khinh bỉ. Hắn nói, mày muốn dùng cái này đâm tao à? Thời trung học, Huson từng phải liếm nước tiểu, trùng trường đoán cậu là thằng nhát gan nên cố ý đưa đầu bút đến gần mắt mình. Hắn thách thức, đâm vào đây này, đâm đi, thằng nhát chết. Không ngờ giây tiếp theo, Huson đã đâm thật. Vụ án được đưa ra tòa, thẩm phán xác định nam chính giết người không thành nên đưa cậu vào nhà tù vị thành niên. Trong tù có ba đàn anh với biệt danh Đại Vương, Tiểu Vương và Núi Lửa. Đại Vương và Tiểu Vương liên thủ đàn áp đối thủ Núi Lửa. Sức chiến đấu của Núi Lửa vốn rất mạnh, nhưng luôn luôn bị hai tên kia hãm hại. Ví dụ lần này, Tiểu Vương ném cho Núi Lửa một bao thuốc, sau đó Đại Vương đã đánh ngã Tiểu Vương. Lúc này giám mục tình cờ đi qua, Tiểu Vương khẳng định rằng Núi Lửa đánh mình. Cứ như vậy, Núi Lửa bị nhốt vào phòng kín, nhưng không ai có thể ngờ ngày đầu tiên Huson vào trại đã đắc tội với Đại Vương. Đại Vương và Tiểu Vương đang đá bóng, Đại Vương lúc thì đâm vào đối thủ, lúc thì đấm bạn tù trên sân, nhưng không ai dám can ngăn. Một cú sút gôn, bóng đã ở bên chân của thủ môn, nhưng anh ta cũng không dám chặn bóng lại. Tiểu Vương còn dã man hơn, anh ta chạy trên sân gặp ai cũng đá khiến cho một đội viên gãy xương. Do đội bóng thiếu người nên Huson phải thi đấu, kết quả cậu ta đá quá hăng, lúc chuyển bóng không may đá trúng cúc khu của Đại Vương. Đại Vương đau đớn nằm vật ra đất, Huson biết lần này mình chết chắc rồi. Thuộc hạ của Đại Vương lôi Huson đến nhà vệ sinh đập cho một trận. Trên đường đi, Huson lại nhớ đến cảnh mình bị trùng trường bạo lực. Lúc này một người đàn ông đi qua, cả trại giam chỉ có người đàn ông này có thể cứu Huson. Anh ta được coi là dũng sĩ mạnh nhất trại giam, thậm chí mạnh nhất cả nước. Hóa ra anh tên Do Hyun, trước khi vào trại giam, anh ta vừa nhận giải quán quân toàn thế giới ở hạng mục võ thuật tổng hợp. Do Hyun cũng khá thảm, bị ép giết chết 3 người. Sau khi đạt giải quán quân, anh trở về nhà thì phát hiện mẹ và em gái đã ngã trong vũng máu. Lúc này, anh đột nhiên bị thắt cổ, Do Hyun rơi nước mắt, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn khốn này. Anh ta giằng dây chói, dùng một tay vật ngã đối phương xuống sàn nhà. Đối phương đứng lên, Do Hyun đập cho hắn một phát khiến đối thủ chết ngay tại chỗ. Tên thứ hai xông vào trong định khống chế Do Hyun, nhưng anh nắm được đầu hắn rồi đập lung tung vào tường, đến khi máu me be bét. Giết xong hai tên, lúc này sau lưng Do Hyun cảm nhận được cơn đau dữ dội, hóa ra anh bị đâm một nhát dao. Trái tim hận thù của Do Hyun sớm đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, anh dùng một quyền cực mạnh đánh hắn ngã gục. Tại sao lại như vậy? Do Hyun gào ầm lên, đấm nhiều nhát khiến cơ thể đối thủ nát bét. Giết chết ba người xong, quán quân thế giới cứ thế bị nhốt vào trại giam. Trên xe buýt của nhà giam, Huson và Do Hyun đã có duyên gặp nhau một lần. Nam chính có thể cảm nhận được Do Hyun không phải người xấu. Thấy Do Hyun đi lướt qua, Huson sao có thể bỏ lỡ cơ hội cầu cứu chứ? Cậu ta hất bọn chúng ra, quỳ xuống chân quán quân hét lên cầu cứu. Cứu, cứu tôi với. Do Hyun vừa nhìn đã hiểu ngay, đưa Huson đi khỏi, nhưng bị Đại Vương ngăn lại, hắn tiến đến và nói: "Không cần mày lo chuyện mày đi, tao và thằng danh này có chuyện muốn nói." Do Hyun nói rằng: "Tuy tao không biết chuyện gì xảy ra nhưng dừng lại tại đây đi." Lúc Do Hyun muốn đi, Đại Vương điên tiết: "Không phải chỉ là thằng giết người sao, giả vờ anh hùng cái nỗi gì?" Đại Vương càng chửi càng hăng, còn tiến đến động tay động chân, nhưng Do Hyun tránh được. Đại Vương muốn động thủ tiếp, nhưng bị Do Hyun cho một chưởng. Cảnh tượng này khiến Huson rất chấn động, người đàn ông trước mắt mạnh như vậy sao? Nhưng Đại Vương cũng không dám liều, hoàn toàn không dám trả thù Do Hyun. Mỗi ngày hắn đều nhắm vào Huson, khiến anh ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Lúc này trùng trường đột nhiên đến trại giam thăm nam chính, mắt phải của hắn đã bị mù, hơn nữa còn bị đội quyền anh sa thải. Trùng trường nói đợi Huson ra tù sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. Trước khi đi, trùng trường nghiến răng nói 4 chữ, không thể tha thứ. Huson quyết định bái Do Hyun làm sư phụ, anh ấy ngây ngô cầm một hộp sữa đến bái sư. Nhưng quán quân thế giới sao có thể tùy tiện thu nạp đệ tử chứ? Huson đi theo Do Hyun vừa chạy vừa nói: "Trước giờ tôi chỉ biết né tránh, không muốn bị đánh, không muốn mất mạng. Sau này tôi cảm thấy tôi sinh ra giống như một sai lầm, tôi không muốn chạy trốn nữa." Do Hyun vì muốn Huson từ bỏ, bảo anh ta chạy 100 vòng trong 40 phút trên sân vận động. Hai người cùng nhau chạy, Do Hyun vượt qua Huson hết lần này đến lần khác. Do Hyun dù gì cũng là vận động viên, 30 phút đã chạy được 100 vòng, còn Huson mới chạy được 30 vòng thì hai chân đã nhũn ra. Lúc được 50 vòng, anh ta nhớ lại quá khứ bị bạo lực, trùng trường luôn đá vào bụng anh,
không cho anh phát ra bất cứ âm thanh gì. Khi chạy đến vòng thứ 70, cơ thể Woo Son đã mất cân bằng, nhưng anh vẫn cố kiên trì. Do Hyun nói rằng, chạy không nổi thì đừng cố, từ bỏ đi. Lúc chạy đến vòng 80, Woo Son nhớ đến cảnh bị Trùm Trường bóp cổ, anh sợ đến mức đái ra quần, sau đó bị mọi người chỉ trỏ. Càng quá đáng hơn là, Trùm Trường bắt anh liếm sạch nước tiểu. Woo Son chạy đến vòng 90, anh ta bò trên mặt đất, miệng nôn ra bọt trắng, anh ấy từng nghĩ đến tự sát, nhưng không có dũng khí. Lẽ nào mình bẩm sinh đã là kẻ yếu đuối? Woo Son nằm trên nền đất hét lớn. Woo Son bò dậy chạy nốt 10 vòng cuối cùng, lúc này Trùm Trường xuất hiện trước mặt anh. Woo Son hét lớn, ta không sợ mày, cuối cùng cũng chạy xong 100 vòng. Trong giây phút Woo Son ngã xuống, được Do Hyun đỡ dậy, Woo Son ngất lịm đi. Do Hyun chỉ biết thốt lên, tên điên này, thật là... Sự kiên cường của Woo Son khiến Do Hyun cảm động. Do Hyun là quán quân thế giới, nên anh ta nhờ cai ngục trưởng điều Woo Son đến phòng giam của mình, bắt đầu huấn luyện nam chính. Ban đầu Woo Son chỉ có thể hít đất 21 cái, đu xà chỉ được 32 cái, gập bụng còn không nổi một cái. Do Hyun vô cùng bất lực trước thể lực của nam chính, yêu cầu Woo Son mỗi ngày đều phải tăng lên một cái mới được. Huấn luyện bắt đầu, trên khung sắt cửa sổ buộc một sợi dây chun, làm như vậy để luyện bắp tay. Kéo 10 bao cát ngoài trời, như vậy có thể luyện cơ bụng, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là luyện tập lực tay và chân. Cộng với kỹ thuật chiến đấu thực tế như kẹp cổ và lật đối phương ra trước. Dần dần, dưới sự nỗ lực miệt mài và tập luyện vô cùng nghiêm khắc, cơ thể của Woo Son cũng trở nên săn chắc hơn. Ở bên kia, Trùm Trường cũng bắt đầu con đường bạo ngược của anh ta. Một ngày nọ, hắn đánh người của xã hội đen, ngược lại được đại ca xã hội đen trọng dụng và trở thành kẻ đánh nhau giỏi nhất của băng đảng. Trong trại giam, Woo Son thấy bạn tù bị bắt nạt, xem ra phải giải quyết dứt điểm với đại vương rồi. Trong xưởng gỗ, đại vương và tiểu vương đều có mặt, Woo Son giao chiến rất lịch sự. Cúi đầu nhận sai với đại vương trước, vì dù gì lúc đá bóng là anh đá trúng chú chim của hắn. Đại vương thì đập một phát vào đầu anh, tiếp theo đấm một cú nữa. Nam chính nhanh chân tránh được, lúc quay người thì đánh một quyền lên mặt đại vương, tốc độ đó phải gọi là nhanh như điện. Đại vương bực mình rồi, những nắm đấm liên tục vung lên trước đều bị Woo Son dễ dàng tránh được. Đại vương nhấc mông nam chính, bế anh lên cao, sau đó đập thật mạnh xuống mặt đất. Woo Son đứng dậy, đại vương vung đòn mạnh nhưng lại bị Woo Son tránh được. Nam chính bắt đầu trả đòn, đòn dưới chân và quyền bên phải đều đánh trúng đối thủ. Sau đó tiếp tục một cú đạp cao, nhưng lại bị đại vương nắm lấy chân rồi ném anh lên trên ghế. Hai bên tiếp tục đối đầu, nhưng thực lực của họ vẫn đang ngang nhau. Hai người đều dồn lực vào một quyền đấm vào mặt đối phương. Lực của Woo Son không đủ nên rơi vào thế yếu, bị ép vào góc tường và ăn nhiều quyền đau đớn. Woo Son ngã ra đất, xem ra thắng thua đã rõ, tiểu vương đứng bên kia cũng cười đắc chí. Nhưng giây tiếp theo, Woo Son lảo đảo đứng lên, đại vương qua đó cho một chưởng, nhưng lần này nam chính không ngã. Anh dùng thiết đầu công đâm liên tiếp khiến đại vương ngất đi. Đại vương ngã xuống, Woo Son cưỡi lên hắn, đánh thỏa thích, đại vương đã mất hết ý thức. Chính vào lúc này, có người ngăn Woo Son lại, hóa ra Do Hyun đã đến. Lúc anh giết chết tên cuối cùng cũng giống như nam chính bây giờ, không thể để Woo Son đi vào vết xe đổ được. Hôm đó, Do Hyun đột nhiên mời Woo Son ăn rất nhiều món ngon. Ở sân tập, Do Hyun bảo Woo Son quyết đấu chính thức với mình. Sau vài chiêu, Do Hyun đã đạp ngã được nam chính khiến anh cho rằng đối phương cố tình nhường. Woo Son bắt đầu đánh nghiêm túc, cuối cùng nắm đấm dừng lại trước mặt quán quân, ván này Woo Son thắng. Hóa ra Do Hyun phải chuyển đến trại giam cho người trưởng thành. Trước khi đi, anh nói với Woo Son hãy giống như con cá mập, nhưng nam chính lại chẳng hiểu gì. Do Hyun giải thích, cá mập do không có bong bóng thở cho nên chỉ cần ngừng bơi thì sẽ chết chìm. Cho nên cá mập từ khi sinh ra đến khi chết đi đều ở trạng thái bơi liên tục. Sau khi Do Hyun đi khỏi, Tiểu Vương và Woo Son giao chiến. Bởi vì hiện tại biệt hiệu của nam chính trong trại giam chính là kẻ cuồng nắm đấm. Tiểu Vương nói rằng nếu Woo Son thua thì sau này cái gì cũng phải nghe theo hắn. Woo Son cảm thấy như vậy cũng tốt, thắng là có thể kết thúc chiến tranh trong tù. Trận đấu bắt đầu, Tiểu Vương xông lên trước dùng hai chân, nhưng Woo Son tránh hết được. Kỹ năng của hai người đều không tồi, biết phòng thủ và tấn công, khả năng dùng chân của Tiểu Vương là đỉnh nhất. Tăng tốc một cái nhảy lên tường xoay người 360 độ, nhưng vẫn bị nam chính đỡ được. Tiểu Vương kết hợp chân tay khiến Woo Son khó thích ứng kịp. Cuối cùng nam chính nắm được thời cơ ôm lấy chân Tiểu Vương, dùng một chiêu hất chân khiến hai người cùng lúc ngã xuống. Woo Son cưỡi lên người Tiểu Vương liên tiếp ra đòn mạnh, Tiểu Vương muốn đứng lên. Woo Son lại kẹp chặt hắn lại, nhưng sức anh chưa đủ nên bị Tiểu Vương bế ngược lên rồi ném mạnh xuống đất. Woo Son đứng dậy, Tiểu Vương tung một cú đạp xoay người. Nam chính tránh được cú thứ nhất, nhưng không tránh được cú thứ hai và bị đá trúng đầu. Woo Son lại đứng lên. Tiểu Vương tiến đến đạp về phía trước nhưng bị nam chính bắt lấy chân. Nam chính dùng lực đẩy Tiểu Vương ngã ngửa, nhưng lại bị hắn kẹp chặt. Woo Son điên cuồng dùng nắm đấm tấn công vào đùi Tiểu Vương và thuận lợi thoát ra. Tiểu Vương đánh một quyền, cuối cùng cũng lộ ra điểm yếu. Woo Son kẹp chặt lấy cổ hắn. Cảm giác nghẹn thở đột ngột dâng trào. Tiểu Vương mất một phút giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát được. Nếu cố tình không nhận thua thì sẽ tắt thở, nên Tiểu Vương đành phải chịu thua. Cùng với thất bại của Đại Vương và Tiểu Vương, thế lực của hai người cũng giảm đi đáng kể. Woo Son, núi lửa, Đại Vương, Tiểu Vương, bốn người thống nhất hiệp định đình chiến, sau này sống chung hòa bình không đánh nhau nữa. Bốn người cùng nhau ăn bánh mì, ngắm mặt trời mọc và lặn, nhưng Woo Son biết thứ chờ đợi mình còn có một trận chiến khác. Cuối cùng Woo Son cũng được tại ngoại, Trùm Trường sớm đã ở ngoài cổng đợi anh rất lâu. Trùm Trường lúc này đã gắn một con mắt giả lên, Woo Son hỏi hắn ta.
Bao nhiêu năm nay tao vẫn nghĩ không ra, tại sao mày lại ghét tao như vậy, rốt cuộc tao đã làm sai điều gì? Nhưng Trùng Trường chỉ cười nhạt. Tao không hề ghét mày, chúng ta phải cùng nhau chơi đến cùng. Cuối cùng trận quyết đấu bắt đầu, hai người lao vào nhau, hai bên anh tấn công tôi phòng thủ. Trùng Trường đánh trúng Nam Chính trước, sau đó hắn tiếp tục tấn công, Nam Chính lại ăn thêm một chưởng. Trùng Trường dốc hết toàn lực, quyền pháp của hắn rất nhạy, Nam Chính liên tục dính chưởng. Gu Son xông đến ôm lấy đầu Trùng Trường, liên tục sử dụng đầu gối nhưng hắn tránh được hết. Gu Son lại ăn thêm một quyền nữa, sau đó tung một cú đạp ra sau khiến khoảng cách của hai người giãn ra. Lần này Trùng Trường bắt đầu khiêu khích. Mẹ mày từng tìm đến tao, lúc ấy mụ cầu xin tao giống như một con chó. Gu Son nghe vậy thì phẫn nộ tột cùng, tiến đến tấn công cả hai phía, nhưng đòn của anh đều bị Trùng Trường tránh được. Nam Chính ăn một quyền móc của đối phương và ngã gục ra đất, nhưng Trùng Trường đương nhiên sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Nắm tóc Nam Chính và bắt đầu tấn công, Gu Son hai tay ôm đầu, nhắm chuẩn thời cơ đấm một quyền lên mặt hắn ta. Trùng Trường cuối cùng cũng dính đòn, lần này như bị gãi trúng chỗ ngứa, hắn dùng áo bịt mặt Gu Son lại. Nam Chính bị ăn một trận đòn, còn ăn một cú hích đau điếng, Trùng Trường lại cho thêm một quyền nữa, khiến Nam Chính ngã xuống. Chiếc áo màu đen đã thấm máu, Nam Chính nằm trên mặt đất, nhớ đến lời Do Hyun nói. Cá mập, từ khi sinh ra đến lúc chết sẽ không dừng lại. Gu Son lại đứng lên, ném chiếc áo đi, bắt đầu tấn công điên cuồng. Anh đá cho đối phương liên tục lùi về phía sau, cuối cùng hắn cũng bị ăn một chưởng rất nặng, thêm một cú đạp chân trên cao. Lúc Gu Son xuất chiêu cuối cùng, Trùng Trường sợ hãi che mặt lại, hắn ta ngã xuống nhận thua. Gu Son bị đối phương bắt nạt nhiều năm như vậy, lúc này cuối cùng cũng báo được thù. Sau khi Gu Son khỏe lại thì đến trại giam thăm quán quân, hai người trở thành bạn bè suốt đời. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xem xong phim các bạn có suy nghĩ gì? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy bấm đăng ký để ủng hộ quà review và không bỏ lỡ những bộ phim hay ho. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.